Rồi, kênh Khoa Sứ Tây Ninh xin chào tất cả các bạn. Rồi, chúc một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha mọi người. Bữa nay rảnh rỗi mình quay mấy cây sứ được. Nó đang đợt cách ly mà ở nhà rảnh mình quay mấy cây sứ đó mình xem cho đỡ buồn. Đó, anh chị em nào có đam mê Khoa Sứ thì mình vào xem nha. Đó, ngắm mấy cây sứ cho nó qua ngày động tháng. Đó, cây sứ này nhìn đã không? Mặt ngọt lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 4 lớp. Nói cây này là cái cây mini ôm đá nè. Cái cho nó đá vậy đó. Mình quay cái này ở trước đường á, ngay đường á, bởi xe nó chạy ồn quá. Nhiều khi nói các bạn mình nghe không rõ được. Đó, mọi người có yêu thích Khoa Sứ hay gì đó mình vào xem ngắm qua một chút cho thư giãn nha mọi người. Đó, sẵn một hồi nữa mình quay một số cây sứ mà nó đang nuôi trái của mình á. Đó, cho mọi người xem cho vui luôn. Nó sẵn quay phe cây qua giấy cho mọi người xem. Đó, nở qua cánh tàn nữa nè. Hơi gốc quái nha mọi người. Thân quái nè. Thần thân nó cũng co lắc dữ dằn. Nhìn cũng rất là đẹp ha. Nó sẵn quay phe cây sứ kim tự tháp luôn nè. Cây này là cây chuyên ngắn. Này chuyên ngắn mình đang làm để bàn cho nó này. Bàn bán rất là đẹp, rất là nhiều nhánh. Đó, còn đây là cây chân dài luôn. Cây này thì mình đang kéo rễ cho nó, mình kéo rễ chân dài á. Cây ngọc băng, ngọc băng có cái gốc rất đã. Tàn nó thì khỏi chơi rồi, tàn tròn nhiều hết luôn. Cây này mình vô mấy cái chậu đẹp á, cho cho nó cái chậu sạch nữa là nhìn nó đẹp liền, nhìn rất là độc đáo. Thấy đơn giản chứ vô cái chậu mới đó là nhìn nó đẹp liền liền. Đây mấy cây mà nuôi đang nuôi trái của mình. Này là cây lạc long quân nè. Sứ lạc long quân. Trái đó. Trái này chín. Sắp là về đảo khu sắp chín, sắp bẻ xuống được. Dâm quế 7 nữa. À, các bạn mình lưu ý nha, ví dụ ở nhà mình mà có cái trái mà nó trái sứ á mà nó này nó gần chín rồi nè, nó tách ra vậy nè, nó tét làm hai vậy là rồi mình lấy dòng dây á mình cột nó lại, mình cột ngay giữa là mình cột chặt lại để khi mà nó chín ra là nó sẽ tét ra luôn nha. Tét ra mình không cột lại nó sẽ bay mất hạt hết luôn á. Mình cột lại đi khoảng chừng 4-5 ngày cho nó khô cái vỏ đi mình hả bẻ xuống. Trái thấy đã không? Cây này nó nuôi trái nhiều quá bởi cái cây nó cũng bị si nữa. Sức sống nó yếu, lá nó vàng hết luôn. Mười mấy hai chục trái cây này. Cỡ này cây cẩm hồng. Cỡ này
ngoài cây Long Thành nè. Trái nó dài sợ không? Cây này cái trái nó còn non á, chứ không phải già đâu, nó còn bự nữa, tại này nó mới à. Tại nó ít nuôi trái á, một cây nó ít ít trái thì nó sẽ phát triển cái trái rất là to luôn. Cái này trái thần tài. Thần tài thì cái trái nó lúc nào nó cũng màu đỏ nha. Nó thấy cây này mà qua nó cũng đẹp lắm mọi người. Bữa nay chủ yếu mình quay mấy cây sứ đồ ngắm đồ cho vui thôi nha mọi người. Các bạn yêu thích thì mình vào cùng mình xem nha. Mặt qua nó cũng dễ thương ha. Cái này nấm kê nó có loại cánh đơn 5 cánh. Còn đây là hoa kim anh. Kim anh cũng đang nuôi trái. Em sướng mini luôn rồi. Mấy cây mini á, mấy cây này mình chiết nhánh ra đó. Mình chiết cành zin nó để mình chơi nè. Đó, mình chiết cành cho nó ra mình trồng. Nhỏ xíu à, nhỏ hơn cái ngón tay nữa nè, phải không? Đó, qua rất đẹp. Ở đây là nguyên mấy cái cụm rừng mình trồng từ nhánh thôi không à. Cái cây này mình ghép củ lên nè. Ghép củ lên thân của nó giờ dính phát triển lên đó nè. Nó bữa nay rảnh rỗi ở nhà quay tầm bậy tầm bạ đồ chơi cho vui nha mọi người. Đó, mọi người có thích thì vào xem nói chuyện đồ chơi cũng vui, cho vui cũng được nha mọi người. À, cái này cặp trái này cây ngọc băng nè. Ngọc băng thì cái hoa nó màu trắng. Ngọc băng cái trái bự ớn à. Trái luôn. Đó, quá chừng luôn. Còn những cây siêu trái không? Ở đây 4 trái nữa. Còn này là cây cái gì tự nhiên cây Long Thành luôn. Long Thành thì bữa có quay cho mọi người xem đây nè, gốc có hình thú đó. Long Thành hình thú cũng ta cho nó nuôi 10 trái luôn nè. Chỗ này cây Lâm Vinh. Lâm Vinh cái bông nó màu đỏ như bông ruby vậy đó. Trái tròn tròn cục 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 cục. Nù ớn à, còn trái này đã nù nảy nha. Cỏ này cũng ngọc băng luôn nè mày. 4 trái à. 2 trái này trẻ xuống nha. Còn đây là cây gì đây? Này là cây hoa tân quý. Tân quý thì nó cũng cánh đơn nha mọi người, 5 cánh. Trái nụ không xong. Mấy cây sứ này bữa mình trồng thôi. Trồng quấn bít bùng nó lại hết luôn. Tại lúc này thời tiết nó nắng nóng quá đó, để mình che lại vậy luôn. Tại nó nặng quá, rinh vô mát, mình rinh có một mình rinh đâu nổi đâu. Để luôn rồi đó, lấy mấy bao bố che lại. Sẵn tiện quay phe cây dâu rồi cho mọi người nè. Dâu tầm nè. Dâu tầm. Dâu tầm mình cũng trồng, mình chơi bonsai cũng được luôn nha mọi người. Tạo bộ tàng thiên nhiên cho nó.
hay là cây dối. Còn trên đây là mấy cây sứ gấp quái luôn rồi. Cánh đơn giản mà cũng đẹp. Cái này là cái rễ mình ghép rễ cho nó nè. Để lên. Này y như hình thú. Mấy cây này đơn giản vậy chứ mình vô cái chậu đẹp cho nó là nhìn cái cây nó nổi bật lên liền. Một tàn của nó cũng rất đẹp. Ở đây cũng là mình ghép rễ luôn nè. Cắt cái rễ nó mình ghép. Hai cái rễ không. Ghép bôi vô. Rồi bữa nay qua mình cũng quay tầm 7 đồ chơi anh chị em nào yêu thích thì mình vào xem cho vui nha mọi người. Rất là cảm ơn các bạn mình đã xem nha. Chúc tất cả anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe để mà vượt qua cái mùa dịch bệnh này nha mọi người. Chúc một buổi tối an lành và thật nhiều sức khỏe. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh chị em mình lần sau nha.